Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã làm được một bộ giáp của Black Panther. Đây là bộ giáp của người báo đen và với sức mạnh đánh một phát là cái địch bị trúng độc nên ha, rất là tiện lợi trong việc chiến đấu một một luôn á. Bên cạnh đó thì mình cũng có lặn lội xuống thế giới Wakanda và tìm được một mớ vibranium nữa, nhưng mà nó chỉ dọn dẹn được một stack máy thôi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu sử dụng số vibranium đó vào việc ha, mua đồ nhé. Và để mua đồ được thì trước tiên mình cần phải tạo ra một cái điện thoại cái đã. A few inches later. Rồi và bây giờ thì mình sẽ vô trong nhà, đặt theo công thức là hai tác electronic, kính đen và cuối cùng là sắt đen thôi. Đó, và nó sẽ tạo ra một cái cell phone. Với cái điện thoại này thì mình có thể liên hệ với bác Stanley. Và không biết các bạn có biết cái nhân vật Stanley này không? Các bạn nào biết á thì đừng quên comment ở phía dưới để cho mình có thể hiểu rõ hơn về cái nhân vật này nhé. Và hình như đây là một bác rất là nổi tiếng luôn á, sáng tác ra rất là nhiều cái truyện như là hình như là có chuyện của Hulk nè, rồi nhóm Fantastic Four nữa nè, rồi còn sáng tạo ra những cái vũ khí của những siêu anh hùng nữa cơ. Theo thông tin mình biết là như vậy á. Và khi mình gọi cho bác này một phát thì búp, đó reng bác xuất hiện liền luôn. Ui nhưng mà sao bác này khỏe vậy, bác Stanley tới 50k máu lận. Ui nếu mà so với sức mạnh chắc hay mình chỉ bằng một gốc của bác Stanley thôi. Wow. Và đặc trưng của bác này là có một cái cặp mắt kính rất là to luôn nè. Khi trao đổi với bác này thì chủ yếu mình dùng vibranium thôi á, để đổi những cái loại khoáng sản độc quyền của bác ấy nhá. Có rất là nhiều loại luôn nè. Ý còn đổi nhẫn nữa. Wow, một cái nhẫn màu xanh các bạn ơi, với giá 32 willpower, rất là rẻ luôn. Chính con mình không biết có đủ không nữa, nếu mà đủ thì mình sẽ thử đổi cái nhẫn xanh này nhá. Hình như cái nhẫn này là không có công thức chế tạo đâu đó. Rồi cái này là cái đèn á, cái đèn xanh, đổi tới một stack willpower đó. Rồi cái này là công nghệ của người ngoài hành tinh. Ủa cái gì mà lạ vậy? Để mình lên trên coi coi mình có cất mấy cái vibranium không. Vibranium đây nè. Mình có được một stack máy vibranium, để mình xuống dưới mình đổi thử mấy món đó coi coi sẽ áp dụng vào công thức chế tạo gì nhá. Mấy thứ này là thứ lạ lạ mà hổng rài mình đâu có tìm được đâu. Đây mình sẽ đổi thử cái công nghệ của người ngoài hành tinh xem như thế nào. Biết cái này có dùng được không ta? Ồ cái này hình như là vật phẩm dùng để chế tạo rồi. Ừ đúng rồi, cái này nó dùng để chế tạo bộ giáp của Berserker. Wow, hình như đây là một anh hùng nữa nè các bạn ơi. Được á nha, cái quần cần có cái rune ender luôn cơ. Wow, khá là mắc á. Và ngoài ra thì bác này còn đổi cái Amazonian ingot hả? Ủa, cái này là loại khoáng sản gì đấy? Xem thử luôn. Wonder Woman. À, đây là giáp của chị Đại nè. Ừ, nhưng mà đổi cũng hơi mắc á, tại vì mình cần phải có tới 5 cái vibranium để có thể đổi được một cái Amazonian ingot nè. Để mình đổi thử coi, không biết đổi có bị giới hạn không ta. Còn đổi tiếp được nữa không? À bị giới hạn mất tiêu rồi. Vậy là mỗi lần đổi thì mình chỉ đổi được 7 cái Amazonian ingot thôi các bạn ơi. Mà 7 cái thì mình nghĩ mình có thể làm được cái nón á. Ý. Làm được nón của chị Đại nè, đang mặc giáp của The Flash nhưng mà đội nón của chị Đại lên đó, nhìn sơ qua là ta biết đây là hé mặt của chị Đại liền. Chị Đại Wonder Woman á. Và coi nào, hình như cái này bác còn đổi ý con chuột, con chuột hỗn xược dám quýnh bác Stanley của tôi hả? Không biết không ra làm gì chuột chỗ mình nhiều dữ ta, không ra mình giết mấy con chuột rồi á dưới cái hang mình không à. Không hiểu sao mà chủ xuất hiện nữa. Rồi giờ coi nào, NTH Metal hả? Đổi thử xem, cái này thì mình có thể làm đồ của Hawker. Ý mà cái nón này lúc trước mình có mở ra rồi nè, mình còn xài được hồi gian nữa cơ, thấy cũng khá là xịn sò. Rồi cái tiếp là Asgardian Steel hả? Cái này đổi tới 8 lần có vẻ khá là mắc đây. Đổi thử luôn, ngại gì mà không đổi. Và dùng để làm đồ của Thor. Ý đồ của anh thằng sống nè. Ủa, bác Stanley đổi những cái món khoáng sản có thể nói là rất là xịn sò luôn á, dùng toàn để làm đồ VIP thôi. Còn cái này là Uru Block.
Uru Block dùng để làm... Ủa? Cái này nó không có công thức chế tạo gì liên quan luôn á. Vậy mà có thể dịch chuyển tới một thế giới Uru không? Không các bạn ơi, khối này chắc để là có trưng bày thôi hay sao á, mình cũng không biết rõ nữa. Nhưng mà tạm thời thì cứ cất trong người đi. Rồi kế tiếp thì bác Stanley sẽ đổi cho mình những cái Symbiote chân. Cái này thì còn nào dùng để làm cái gì đây? Ý nhưng mà sao mình đổi nhiều vậy? Mình đổi phát ba cái luôn rồi. Dùng để nâng cấp giáp của Spider-Man. Ồ, đây là hình như là một phiên bản mới của Spider-Man hả ta? Spider-Man này màu đen nè. Để sắp tới nếu mà mình có đồ của Spider-Man thì mình sẽ thử nâng cấp lên xem như thế nào nhá. Rồi và còn loại nào nữa không? Flora, Colossus, Run gì nữa nè. Ủa nhưng mà cái này tên dài vậy. Đổi thử coi, coi nó sẽ làm được cái gì. Dùng để Groot. Ý, lần trước mình nhặt được cái áo Groot này nè mà mình cứ tưởng áo gỗ cơ. Trời ơi, vậy là đây là một áo của, không biết của quái vật hay siêu anh hùng nữa. Nhưng mà nhìn cái hình dạng này chắc mình nghĩ quái vật rồi. Siêu anh hùng gì mà nhìn xấu dữ vậy. Rồi, kế tiếp coi. Kế tiếp là mấy cái Weeble rồi. Ý, còn có Unknown Metal nữa nè. Đổi thử luôn, vậy là mình sạch bách số Baranium rồi đó. Chỉ đổi được mỗi cái có một thôi à, rất là ít luôn. Nói chung công thức với Berserker các bạn ơi. Như vậy thì... Ý, còn một loại nữa. Và khối Tesseract. Ý, cái khối này quen cực luôn ấy. Các bạn có biết cái khối Tesseract không? Mình nghe cái tên này rất là quen luôn mà mình không nhớ cái khối đó. Dùng để làm gì nữa? Để từ từ khi nào có Viranium thì mình sẽ nhất định đổi và test thử nhá. Giờ thì chắc mình sẽ lên trên và tiến hành một vài công việc trước khi đi qua thế giới Wakanda nhá. Hổng rài á, lúc mà mình về nhà thì mình cảm thấy đó, FPS nó bị tuột rất là nhiều luôn đúng không? Và mình vô tình phát hiện bên cạnh nhà mình luôn. Mình không có để ý kỹ, nó có một cái pho tượng các bạn ơi. Nó chính là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng giật lag của mình á. Và đây chính là pho tượng nè. Ui, đứng đây hổng rài. Và cái này là tổ kiến gì đây? Tổ kiến bảy màu. Và hình như cái pho tượng này nó sẽ không có đánh mình thì phải. Nè, mình cà khịa nó cả buổi trời nó không quýnh mình luôn nè. Ui nhưng mà mình lấy cúp mình đậm phát nó gớt ra ngoài luôn rồi. Angle Blint. Và cái này không có công thức chế tạo liên quan. Nhưng mà nhìn nó ghê ghê sao ấy, kiểu như pho tượng đang bị khóc á. Và nó còn có một cái cầu thang đi xuống phía dưới nè, cầu thang leo. Ok, mình sẽ trèo xuống dưới xử luôn. Đang mặc đồ của The Flash và thêm cái nón của chị đại Wonder Woman đó mà, sợ gì. Xuống dưới thử luôn nào. Nhưng mà cũng hơi sợ sợ, ăn trái táo cho đỡ sợ coi. Tại vì ăn táo vàng nó sẽ có kháng cự á. Nếu mà có quái vật thì nhiều khi nó quýnh mình một cái không có bị ngẫm liền các bạn ơi. Và phía dưới này thì có thêm một cái pho tượng nữa. Cái ghê vậy, mấy pho tượng này nè, nó đang ụp mặt để nó khóc á. Nhìn rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Bước những thứ không cần thiết đi. Và vô trong. Cái gì? 1 2 3 4 5 6 7 cái pho tượng đang khóc luôn. Ui đập các bạn ơi. Nó sẽ gây ra hiện tượng giật lag cho mình á. Ý, ở dưới này nó còn có spawner với cái rương nữa nè. À, thì ra cái chỗ này giấu đồ hả? Được, thôi cái pho tượng này mình không có biết công thức chế tạo nên tạm thời mình cứ cất dưới này đi. Có những thứ bình thường thôi à. Ý, có cái Pandora Box này lấy được nè, tại vì mình có thể test được nó. Ở trên nhà mình còn hình như là hai cái nữa cơ. Để một xíu thì mình sẽ qua thế giới Wakanda rồi chúng ta cùng nhau test luôn. Rồi, và trời thì cũng đang mưa nên cũng không có đi khám phá được á. Để mình tranh thủ, mình chế tạo một vài thứ để chuẩn bị cho chuyến khám phá. Đó chính là những cái giấc mơ của người đào mỏ nhá. Trong thời gian giai tập mình có farm thêm xương rồng nè. Mình sẽ kết hợp nó với Redstone thì chúng ta có thể tạo ra được những cái giấc mơ của người đào mỏ theo công thức giống như vậy. Được 6 cái luôn nè. Tha hồ mà dùng luôn á. Và hy vọng rằng sau chuyến khám phá lần này thì mình có thể mang về được thiệt là nhiều những cái Vibranium để mình có thể bắt đầu vào công việc chế tạo cũng như là mua đồ của bác Stanley nhá. Nhưng mà mình có một cái thắc mắc á là đâu rồi. Ví dụ bây giờ bác này đâu có đổi cho mình cái loại Amazonian ingot này nữa. Nếu mà mình cúp máy đi. Đó, bác Stanley đã mất tiêu và gọi bác lại coi.
Ui bác có liền nè. Bác này tốt bụng ngay luôn á, gọi phát là có. Và có thể đổi tiếp rồi. À, như vậy thì chúng ta có thể trao đổi với bác Stanley này á, thổi con gà mái. Chỉ cần á, điện rồi trao đổi á, khoảng 7 cái như vậy, rồi sau đó cúp máy và gọi lại thì chúng ta có thể tiếp tục rồi. Ui, được nha, được nha. Giờ tôi sẽ cất những cái loại khoáng sản nãy giờ mình vừa đổi đi vô trong để chúng ta có thể đi khám phá thôi. Và nón của The Flash hả ta? Ừ, thôi mình nghĩ mặc full set đồ của The Flash đi cho nó có hiệu ứng bấp á. Còn nón của chị đại Wonder Woman thì mình sẽ cất tạm vô cái giá treo đồ này nè. À, treo lên đây một cái. Một xíu thì mình sẽ về và test chế tạo luôn full set đồ của chị đại Wonder Woman nhá. Và mình sẽ mang theo giấc mơ người đào mỏ, điện thoại thì có thể cất vô trong nè. Công nghệ người hoàn tinh cấp vô rương rồi, và để có thể qua được thế giới Wakanda thì mình cần phải đến cái gốc cây Savanna mà hôm qua mình có đánh dấu nè. Dưới gốc cây này á thì mình mới có thể kích hoạt được cái bản đồ Wakanda cơ. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhận. Nhưng mà nếu trời mưa thì bên kia có mưa không? Ui trời đang tối nè, để mình ngủ cái đi chứ trời tối thui à, đi khám phá khó khăn lắm luôn ấy. Với lại ngủ sao qua đêm thì nó sẽ tự động tạnh mưa các bạn ơi, sẽ dễ chịu hơn á. Nó tạnh mưa rồi. Không có sợ nữa và lấy lại cái ba lô, sau đó đi qua thế giới Wakanda. Và ở tập trước á thì mình có gặp được một cái à không hai lần hai cái anh thợ mỏ mà bị lạc. Mấy anh đó bị sợ á nên toát mồ hôi hột luôn, mình không có cứu được, thành ra chưa có hoàn thành nhiệm vụ á. Để hôm nay coi coi mình có gặp lại được mấy ảnh không nhá. Nếu mà gặp được thì chắc chắn mình sẽ dẫn mấy ảnh về nhà luôn. Giờ thì mình sẽ bắt đầu kích hoạt cái giấc. Ủa cái gì đây? Ủa cái gì? Mới xuống làm gì nổ cái đùng vậy? Không hiểu đâu nổ cái đùng luôn á. Bây giờ thì xuống tầng thấp thấp coi. Hiện tại mình đang ở tầng thứ 10, 11 nè. Mình sẽ kích hoạt cái giấc mơ người đào mỏ. Đó, và nó sẽ mở ra rất là nhiều vibranium để cho mình có thể đào luôn nè. Được bao nhiêu đây? Được 7 cái rồi. Ui, nhiều lắm luôn ấy. 10 cái rồi nè, 11 luôn. Mới xuống thôi là mình đã tìm được 11 rồi nè. Nhưng mà ở dưới thế giới này không biết mình có gọi được bác Stanley không ta? Không biết bác ấy có chịu khó qua thế giới Wakanda để có thể bán đồ cho mình không nữa. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải băng qua cái hồ lava này có thể để có thể đi tiếp nhá. Rồi và lấy thêm cái số vibranium bên đây luôn thôi. Hy vọng là đừng có rớt xuống lava, tiếc lắm luôn đó. Đừng có rớt nha. Ui. Đừng 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 đừng. Đừng có rớt. Hay quá, hay quá. Rồi và bên đây còn một mớ nữa nè. Nó thấy chưa? Mình chỉ với một cái giấc mơ của người đào mỏ thôi mà mình đã tìm được 27 cái vibranium rồi. Giờ thì bắt máy và điện cho bác Stanley làm một vài cái Amazonian ingot coi. Đã được 1 2 3 4 5 6 à 5 cái à. Hết rồi và cúp máy. Bye bye bác nha. Không biết gọi nhiều quá bác có giận mình không ta. Kiểu như làm phiền á, gọi gọi đâu có chút xíu cái lại cúp máy ha. Rồi và bên đây có thêm vibranium nè nên mình sẽ tranh thủ đào luôn. Và sẵn tiện á mình sẽ thử coi coi có gặp được cái Robin hôm qua không cái đã. Thì hôm qua mình gặp được cái Robin có mấy anh thợ mỏ, hôm nay mình muốn giải cứu cho mấy ảnh luôn cơ. Rồi và hôm nay mình có được 16 cái vibranium. Có vẻ cái Minerim lần 2 này có vẻ không được nhiều cho lắm. Để bây giờ mình sẽ đào nốt cái số vibranium bên đây nhá. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm mấy anh thợ mỏ thất lạc hôm qua thôi. Tại vì hôm qua chưa có cứu kịp ý. Rồi và coi coi. Ui. Oh my God. Đừng 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 anh ơi, đừng anh ơi. Thôi mà, thôi mà. Không thấy, không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi. Không thấy tôi, không thấy tôi, không. Ui. Quýnh nè, quýnh nè. Giỡn giỡn hả? Giả bộ sợ thôi, chứ thật ra là sợ thiệt đó. Tự nhiên xuất hiện đâu sau lưng à. Lá dây cũng quay mông mông để làm cho mình chóng mặt á, kiểu như đó là một cách thôi miên á các bạn ơi. Ủa mà may á, hình như mình mặc đồ siêu hồn thì nó sẽ không có dịch chuyển mình được. Nhưng mà các bạn có thấy cái thanh thanh máu mình nó có thêm một cái gì đó đen đen không? Hình như đầy cái ống đó là mình ngậm của tỏi hay sao ấy. Oh, no. Ôi mà
Ai lại làm như thế bao giờ? Đừng nha, tôi tôi còn trẻ lắm. Trời ơi, tôi còn chưa có vợ có con nữa cơ. No. Rồi, mình thấy cái tối dần rồi đó. Thôi xong rồi. Mình còn chưa có bạn gái nữa. Đừng như vậy mà, có cách nào để cho nó đừng có tăng trái tim lên không? Các bạn có để ý là cái màn hình của chúng ta đang dần dần tối lại không? Mà còn không dùng được cái giấc à đang dùng được giấc mơ người đào mỏ rồi. Ok các bạn ơi, làm gì thì làm, trước khi á, ngậm củ tỏi thì chúng ta nên kiếm thiệt là nhiều vibranium để khi mà hồi sinh còn có để có thể đổi với bác Stanley nữa. Buồn thiệt sự luôn, đã không có tìm được mấy anh thợ mỏ bị lạc rồi đó, vậy còn dính là nguyền của bức tượng nữa chứ, nghiệp quật rồi các bạn ơi. Mình nghĩ cái tội hồi nãy mình đi đập mấy cái pho tượng của mấy cái thiên thần đá đó, nên tìm cách để trả thù mình. Trời ơi, gọi luôn rồi. Có Night Vision mà ha, mọi người nó cứ tối thui như vậy. Chả khác nào ban đêm hết trơn á. Và nãy giờ mình đào cũng được một stack mấy cái vibranium rồi nè. Tính ra cũng nhiều ghê luôn á các bạn ơi. Để coi đào hết số này được bao nhiêu nhá. A few moments Mình chỉ còn có hai trái tim gửi để có thể sống sót thôi. Thiệt tình luôn á, đúng là ha, nghiệp quật nhanh thiệt á chứ. Lỡ tại mấy cái pho tượng là máy mình lắc mình mới đập tượng thôi chứ mình đâu cố ý đâu. Trời ơi, Reaper. Tôi thui muốn tháo điện không thấy Reaper. Ui. Cái gì nữa đây? Ui, zombie nó cũng biết dính lời nguyền, nó biến thành cái rương để nó quýnh mình nữa kìa. Còn nhưng mà bây giờ thực sự là nó tối om luôn rồi đó, mình hết thấy đường rồi. No. Một trái tim cuối cùng. Thôi xong rồi các bạn ơi. Giờ nó thật sự là mình. Đó 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 đó. Mấy pho tượng hả? Pho tượng nè, trước khi ngẫm ta cũng kéo người theo. À, và bây giờ thì đợt lát chuẩn bị ngậm củ tỏi vì bị dính lời nguyền rồi các bạn ơi. Chuẩn bị đếm ngược cái chết thôi. Một. Chết mèo luôn anh. Mới đếm một chưa đếm tới ba nó là ngủm mất tiêu rồi. Ê nhưng mà đừng nói mắc đồ nha. Ui may quá. Ý. Ý lên trên luôn rồi nè. Được thiệt sự luôn á. Cảm ơn luôn nha. Nhờ nhờ mấy pho tượng mà mình lên trên luôn các bạn ơi. Và mình cũng tìm được một stack máy vibranium nữa rồi. Để mình làm thêm cuốc với bác Stanley coi. Đợi được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và được 26 hả ta? 26 thì chưa đủ đâu. Tại vì trong công thức á thì mình thấy cái phần áo nè mình cần phải có một cái logo cơ. Và logo thì cần phải có bốn cái Amazonian ingot nữa. Nên mình sẽ điện thêm một cuốc cuối nè. Đổi 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi. Và 7 luôn. Đó. Ủng hộ bác Stanley 33 cái Amazon and ingot là quá tuyệt vời rồi. Giờ thì bye bye bác nha. Cắt điện thoại vô các bạn ơi. Để mình cắt cái điện thoại vô. Ờ đây cái ba lô đây nè. Ba lô nó rớt ở ngoài mất tiêu rồi. Cắt điện thoại vô một cái và đi khám phá đây coi. Qua nay á mình đang săn cái món đó chính là cây kiếm kẹo cơ mà chả gặp đâu hết á. Để hôm nay thì mình sẽ đi săn nốt luôn coi. Trời vừa sắp tối thì mình gặp được một cái con robot máy móc nè. Ừ qua đây qua đây. Qua đây baby. Ui 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 ui. Ui chết rồi, nó lại đốt mình rồi. Nó có con này. Được thêm một khúc xương nữa. Ở nhà mình có 5, ủa có 4 đó là được 5 rồi đó các bạn ơi. Tìm thêm 3 con robot nữa thôi thì chúng ta có thể chế tạo được một cái quả trứng robot khủng long rồi. Được đó nha. Được được được. Ý. Có bạn gái luôn. Bạn gái tóc đỏ. Nhưng mà mình không có hoa. Ý bên đây có bạn gái tóc tóc nâu nè. Để coi nào, ở đây có hoa không nhờ. Vì bây giờ mình cũng đang cô đơn á, nên chắc mình nghĩ nên tìm một cô bạn gái để dẫn về bầu bạn thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà con Reaper này đừng có canh canh nổ tôi nha. Đi ra chỗ khác mà chơi. Ở đây không có chơi vui vẻ vậy đâu. Chơi chơi nổ lén không mà, không có vui tí nào hết. Mà hôm qua mình gặp mấy cái con robot chồng người chuối, hôm nay không gặp con nào hết trơn vậy.
khá là buồn luôn, gặp mấy con đó cũng vui vui, tại vì trước khi nó phát nổ nó sẽ trồng cây chuối kiểu như nhảy hóp cho mình xem vậy á. Two hours later. Ui ui, đừng 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 đừng, đây 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 đây, vô đây vô đây vô đây vô đây, vô đây nè, trồng cây chuối đi. Hôm nay làm gì bị lắc lắc vậy? Ui ui ui, hôm nay bị xỉn hay sao rồi, hôm nay Gipper bị xỉn hay sao rồi, trồng cây chuối. Trồng cây chuối là mình giật mình luôn ấy. Ừ, hôm nay chắc Gipper bị xỉn rồi, thấy mình thấy đi lắc lắc là mình nghi lắm luôn ấy. Bơ thầy thiệt cả chứ. Ủa nhưng mà hình như cái thế giới này nó không có boss thiệt các bạn ơi, thiệt luôn á, ý mình đi hôm ngày mà không thấy con boss nào hết trơn luôn. Ồ, buồn vậy ta. Nhưng mà mình nghĩ tìm một đoạn nữa chắc cũng sẽ có con gì đó để mình có thể không giao lưu chiêu thức chứ, chứ bây giờ mình muốn tìm đối thủ đi chiến đấu mà không thấy con nào hết thì cũng khá là buồn á. Mình đã về tới nhà rồi và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới này để bắt đầu công việc chế tạo thôi. Hồi nãy thì mình đã làm được cái logo chưa ta? Hình như mình chưa có cái logo luôn á. Để giờ thì mình sẽ tranh thủ làm cái logo trước nhá. Thì công thức hình chữ T giống như quầy nè, là đều quên Wonder Woman logo đúng không? Cái đến thì mình sẽ làm cái phần nón thì có rồi. Vậy thì đổi sang là phần áo đi, theo công thức giống như vậy. Đó, được áo của chị đại Wonder Woman. Cái đến là cái quần nè. Và cuối cùng là một cái đôi ủng. Ui, ủng đỏ luôn. Wow, treo cho thử xem. Ui, có kìa. Ý, phần thắt lưng còn có cái vũ khí của chị đại đúng không ta? Ý hình như phần thắt lưng còn có vũ khí của Wonder Woman nữa nè. Để bây giờ thì mình sẽ mặc thử nha. Rồi, không biết sẽ như thế nào đây. Được tốc độ chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Hello bác Stanley. ấy mình còn dư quá trời nè. Cái này còn làm được cái gì khác không? Nó chỉ có được làm giáp của chị đại Wonder Woman thôi. Wow, chị đại chơi nhanh dữ vậy. Không biết có vũ khí không ta? Ơ nhưng mà sao chị đại Wonder Woman không có vũ khí thì phải? Ồ đúng rồi, không có vũ khí của Wonder Woman rồi, tiếc vậy. Còn skill thì hình như chị có thể bay được. Wow, Wonder Woman có thể bay được các bạn ơi, có nè. Ôi dạ, chú. Đụng 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 cửa sập. Bay cao quá. Wow, bay tốc độ siêu nhanh luôn. Ui, xịn sò con bò hẳn. Wow, cái giáp của chị đại ha, đi khám phá là hết sảy luôn á. Nhưng mà khi mình đổi cái nón vào thì mình sẽ hoàn toàn có vẻ ngoài của chị Wonder của mình luôn. Còn có ngực nữa cơ. Các bạn để ý cái phần ngực của mình nó nhô ra một xíu kìa. Ý, con kiến đỏ này. À, dám cắn hả? Cắn một cái mình qua với kiến đỏ, thế giới kiến đỏ mình quẩy luôn. Và tới thế giới kiến đỏ rồi. Giờ mình bay đường được á nên thoải mái mà khám phá các bạn ơi. Ở phía cấp trên á thì nó có các kỹ năng là sức mạnh nè, rồi bay được nè. Còn một kỹ năng nữa mình không biết nó là công dụng như thế nào nữa. Bên này là spawn là con gì ta? Cũng chưa biết nữa. Để đi khám phá một tí coi. Và như bên thế giới này nó có một cái loại cây cây táo ấy, giống giống cây táo vậy á. Mình sẽ đem cái mầm cây nó về các bạn ơi. Phải cái này không? Không, cái này là cây gỗ sồi rồi. Ui nhưng mà công nhận bay 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 nhanh thiệt á. Coi có phải cái này không? Cái này là cây gỗ sồi đúng không? Ừ, gỗ sồi rồi, không phải không phải. Ở đây có con khủng long nè, để test thử coi. Một cú đấm của chị đại Wonder Woman thì có thể kết liễu được một mục tiêu không nhá. Nhìn ha, bộ đồ nữ tính vậy thôi nhưng mà cũng rất là mạnh đấy, đừng đùa. Và cú đấm của chị đại. Bùm. Chết con khủng long luôn. Ủa nhưng mà sao các bạn có nghe tiếng con khủng long không? Khủng long mà nghe tiếng của con vịt nó kêu cái ngoạc á. Khủng long trên đây ha, có tiếng kêu rất là giống con vịt đó nha. Và phía bên này thì chị hỏi con play, chị hỏi con rồng. Ui, ui cái này chị hỏi con rồng luôn luôn nè, để mình lượm mang về thử coi. Coi coi mình có thể cưỡi rồng con luôn. Ủa hết chị hỏi ra con rồng rồi, giờ tới chị hỏi ra rồng con. Mọi thứ mình sẽ lấy một ít mang về. Cái này là triệu hồi ra người Iron Golem. Ui có cái quặng triệu hồi ra người sắt luôn nè.
Hay nha, hay nha. Ở đây là San thôi. Phía bên này là con gà cồ và quặng triệu hồi ra Ender Dragon. Để một xíu mình thử mình triệu hồi ra Ender Dragon trên cái thế giới bình thường xem coi như thế nào nha các bạn. Tới giờ mình cũng chưa đánh Ender Dragon trên thế giới thường bao giờ hết trơn á. Để coi coi mình đánh thử một phát coi coi thực sự mấy con này nó có phải là khủng long nhưng mà có tiếng kêu của một con vịt không nhá. Đó, rõ ràng rõ ràng. Mình nghe chính xác mà. Hả? Mình đánh một phát là nó nghe tiếng của con vịt liền. Mấy con khủng long này ngộ ghê luôn á. Và trong này là chỗ gì đây? Để mình xuống dưới thử coi coi chị đại Wonder Woman còn có kỹ năng gì đặc biệt khác không. Ủa không được. Cảm ơn ơi, đi ra thôi. Mấy con này nó quýnh mà hư giáp quá. Mình không muốn hư bộ giáp của chị đại Wonder Woman khi vừa mới chế tạo thôi. Ok, tìm đường ra gấp thôi. Quầy chụp đó mới xíu thôi ha. Nửa cái giáp của chị đại rồi nè. Ổn nghe không, một xíu về mình sẽ enchant xong rồi sửa lại nhá. Để không thôi hư thì ổn lắm. Và như vậy thì bên thế giới kiến này, để mình đi tìm cái gốc cây, cái táo cái đã. Mình cần tìm cái táo cơ, cây đó có công dụng rất hay á. Và khi nào tìm được thì mình sẽ cho các bạn biết sau nhá. Giờ thì bắt đầu công việc đi tìm cây táo tiếp thôi. Nãy giờ mình tìm cũng được khá dài đó, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cái cây táo các bạn ơi. Không biết nó có phải ở thế giới kiến đỏ nữa hay là một thế giới kiến khác ta. Để sắp tới mình sẽ cố gắng đi tìm loại cây đó nhá. Rồi và hiện tại thì mình đang đợi cho cái ổ kiến đỏ này nó xuất hiện ra kiến để mình có thể trở về nhà nè. Chứ giờ mình chưa qua thế giới kiến khác nữa thì phiền lắm luôn ý. Là kiến đen, kiến đỏ chưa ra nữa ta. Sao lâu ra vậy, ra lẹ đi. Ý dưới trời, có mấy con kiến này dám quýnh mình. À không, ý là con mối không ơi. Còn mối dám cắn mình hả? Này thì con mối nè. Rồi trời ơi, sao kiến đỏ chưa ra nữa. Ở bên đây cái chỗ gì đây, để mình khám phá nốt chỗ này luôn coi. Mình nhớ rồi, đây là chỗ của mấy cái con mà nó ồn cực kỳ luôn ấy. Để mình xuống dưới đó. Tắc kè. Ui, mấy con Ripper đi ra đi. Ok. Ui, và xuống đây thì mình phải giảm âm lượng xuống các bạn ơi. Đây mình sẽ giảm lượng một cái nha, để cho nó không có ảnh hưởng đến các bạn á. Không, các bạn sẽ bị rất là ồn luôn. Và giáp mình còn phân nửa, mình sợ mình bị hỏng quá. Căng nha. Không biết có nên dùng găng tay Thanos một lần không nhờ. Thôi đi, mình sẽ tranh thủ vừa nhìn thanh giáp rồi vừa vô thôi. Đánh nhanh, không thôi hư giáp, sau đó đập spawner liền. Đập được spawner các bạn ơi. Xong. Đánh nhanh giúp gọn thôi. Tại vì trong này chủ yếu là anh sẽ có những cái món đồ như là đồ ultimate á. Đây nè, mình sẽ tranh thủ lượm đồ ultimate về nhá. May qua mình vẫn còn nhớ những cái khu vực này. Rồi, được cái ủng rồi nè, cái quần cũng có rồi. Nhưng mà mình nghĩ mỗi cái mình nên đem về hai loại đi, để có gì còn có thể xây cua á. Quá hết hả? Ít đồ vậy. Ít đồ ghê luôn các bạn ơi. Giáp mình vẫn còn nhiều á, nên mình sẽ đi thêm một căn phòng nữa nha. Đánh nhanh giống như vậy nè, để không thôi nó tấn công mình là mình bị hỏng giáp á. Hỏng giáp thì nó sẽ rất là uổng luôn. Đồ của chị đại mà. Rồi, đập spawn nó lẻ để không cho nó xuất hiện thêm. Con này cũng ngủng cua tỏi đi. Và có một cái Nightmare Sword, nó chỉ có 30 dam thôi, yếu hơn cây kiếm ultimate của mình nhiều. Mình muốn tìm cho đủ bộ đồ ultimate quá à. Tại vì đồ ultimate được làm từ những cái uranium cũng như là titanium ingot á. Mà cái đó thì farm rất là lâu luôn. Nên mình tranh thủ mình sẽ lấy ở dưới cái công trình này luôn nhá. Rồi đào ra. Có cái... Đi nè, có được cái bacon nè. Cái này thì đồ ăn thôi. Khối kim cương á. Ok, khối kim cương thì lấy tạm cũng được. Cùng ultimate thì mình sẽ đổi cái mới đi cho nó tăng độ bền hơn. Và đây là căn phòng cuối cùng rồi. Hy vọng căn phòng cuối cùng sẽ cho mình những cái món đồ còn lại nhá. Chứ không có đồ ultimate full set thì buồn lắm luôn á. Được cái nón sống cho luôn cái áo đi trời. Chơi mà cũng keo kiệt nữa. Hồi lấy đại cái ủng để thay thế đi. Rồi và vứt bớt cái gì đây ta.
Giờ mình bắt buộc phải vứt, vứt cái này cũng được. Rồi, giờ thì mình đã xong cái công trình này rồi, nên mình sẽ tạm thời đi lên trên nhé. Và giáp mình vẫn còn nguyên nữa. Mày thiệt luôn á. Và hy vọng rằng những cái con kiến ở phía trên nó cũng đã vừa xuất hiện để mình có thể trở về nhà nhá. Ui, này, 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 kiến đỏ, kiến đỏ. May quá, may quá. Rồi, chui vô thôi, mấy con senpai đi ra đi. Bye bye. Được trở về nhà rồi, và biết nó thả mình chỗ nào nữa. Ui, nó thả mình chỗ nào vậy? Ý, gần vùng Savannah luôn nè. Xịn nha, gần vùng Savannah luôn. Được á chứ. Ở bên này là một cái giếng, một cái ngôi làng. Để coi nào, bên đây còn có gì đặc biệt không mới đã. Tại vì đây là một khu vực mới mình chưa khám phá. Và còn có một cái lucky block nữa. Ở tập trước á, thì nhân phẩm của mình á, rất là cao luôn. Liên tục mở ra những thứ suýt nữa lấy mạng mình rồi. Hôm nay mình tin rằng nhân phẩm của mình sẽ cao hơn nữa. Và mình sẽ tiếp tục mở lucky block nhá. Lần này chơi lớn, cho cái lucky block một trái táo vàng enchant luôn nè. Và ra thật là nhiều đồ xịn. Ui. Cậu được ước thế cho cả đống mắt Ender luôn. Tao hồi mà dùng trong việc chế tạo đồ dưới đèn đó. Và bên này là cái khu rừng cây sim gai rồi. Và không có thứ gì đặc biệt hết. Bên đây có một cái sa mạc nè. Để sắp tới mình sẽ qua bên đây để farm những tinh cướp nhá. Tại vì sa mạc là địa bàn hoạt động của những tinh cướp á, xuất hiện rất là nhiều luôn nè. Như hai tên sau lưng mình đúng không? Nằm một đống. Nằm một đống. Chỉ một tán của chị đại thôi là mấy tên này ha, sẽ ngủ cua tỏi. Và sẵn tiện mình có ba cái Pandora box thì mình sẽ mở ngay khu vực này luôn nhé, cho những cái tên cướp nào mà xấu số sẽ ngủ cua tỏi theo luôn. Và cái đầu tiên bà la, ra cái gì đây, ra cái gì đây? Ui, ra bò với heo các bạn ơi. Ui, nhưng mà sao. What? Cơn mưa bò và heo. Kìa, con bò còn chở con heo chạy vòng vòng nữa kìa. Ui, đáng sợ ghê luôn á. Để mình mở âm thanh lại nhá, để cho các bạn có thể nghe được âm thanh cái đã. Đây, có âm thanh là rồi. Ui, sao cũng có dơi dơi chở TNT nữa. Ui, cái Pandora box này nguy hiểm quá à. Thử thêm cái nữa coi. Gần gần mấy tên ăn cướp nè, để cho mấy tên này biết. Lượm vô một cái đây. Rồi, và mở tiếp một cái Pandora box nữa. Hy vọng cái này sẽ không ra điểm xấu. Ui, khoan 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 khoan, sao lại nhốt trong trong cái rừng cây này rồi. Wow, Pandora box này không có xấu thế nào các bạn ơi. Tạo ra nguyên một cái khu rừng luôn á, giúp cho vùng sa mạc này có thêm sức sống hơn. Và mở cái cuối cùng, hy vọng là sẽ ra một cái gì đó xịn xịn hơn cái khu rừng đó tí nữa nha. Những cái block rớt xuống. Còn gì nữa không? Nhưng mà block đá thôi hả? Ui. Sau khi những block đá thì sẽ liên tục là những cái block len. Ý, mình có thể sử dụng cái chỗ này để cắt len và áp dụng một công việc chế tạo được nè. Và một cái hình tròn luôn, đẹp ghê luôn á. Ra là vậy. Rồi, giờ thì tới chương trình đập lucky block kèm theo nè. Nhưng mà cho tôi con khủng long. Ui trời ơi. Ui, mấy tên này còn cầm súng nữa. Khủng long này giờ có súng trong người luôn. Khủng long xịn vậy. Rồi, cũng tỏi luôn vậy. Ê, nhưng hơn khúc xương vẫn còn, khúc xương vẫn còn. Đừng để cho lấy khúc xương cái nào. Mấy tên lì lợm này. Đập lúc kêu lóc cho con người tan tành luôn nè. Chuẩn bị. Tên đừng cứ bị nổ dần dính vết luôn các bạn ơi. Rồi, nãy giờ nghịch chỗ này cũng khá là lâu rồi á, nên mình sẽ trở về nhà để tiếp tục công việc trong ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Lúc nãy á, thì mình có vô tình nhặt được một cái loại quặng, đó chính là quặng triệu hồi ra cái con rồng Ender đó mất tiêu rồi ta. Chết rồi, quặng triệu hồi rồng Ender. Đây, Ender Dragon nè, mình sẽ kết hợp nó với một cái xô nhá. Và thử coi coi triệu hồi rồng Ender ngay ở trên mặt đất này thì nó có đáng sợ như ở dưới đèn không cái đã. Rồi, kết hợp hai cái thứ này lại. Spawn Ender Dragon. Căng thẳng nha. Và ngoài ra thì cái hoverboard này thì mình có thể áp dụng. Ui, chùi chùi, né né này ra. Mình có thể đặt xuống mặt đất giống như vậy nè. Và đây là một cái giống như dáng trượt đó các bạn ơi. Đó. Ui, mình có thể trượt đi luôn nè. Chị đại trượt dáng rồi các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn á. Và có thể đi xuống được không? Xuống một cái.
nó cũng rất từ từ và có thể lấy lại được luôn nhá. À, được được được, rồi giờ thì ra cái vùng đồng bằng, chỗ mà mình ưa tìm mấy con quái để test nè. Và sau đó triệu hồi luôn cái con rồng Ender này để quánh nhau luôn thôi. Rồi và xuất hiện đi con rồng Ender. Ui, nó sẽ phát quỷ block. Đừng. Chị đại Wonder Woman sẽ ra tay và đánh bại con rồng Ender này. 1000 mấy máu. Trời ơi, con rồng khỏe vậy. Nhưng mà một cú đấm của mình cũng đau hết á. Đừng nha, đừng có lại ngôi làng của tôi. No, đừng có lại ngôi làng. Mình sẽ cản con này hết sức có thể các bạn ơi. Không muốn cho nó phá hủy cái ngôi làng của mình đâu. Nhưng mà mỗi lần đánh nó bị mình bị đẩy lùi nhiều quá. Không được rồi, chị đại phải có vũ khí mới được. Đây mình sẽ lấy một cây kiếm ra đi. Sức tấn công coi có được tăng lên không. Ôi mà nhưng mà mình đánh cái nó chết queo luôn rồi. Ôi mình. Ui. Ui. Con có quả trứng luôn hả? Ui chết rồi, mình lỡ tay mình lấy cây kiếm này kết hợp sức tấn công của chị đại Wonder Woman á. Đập một phát chết queo con rồng luôn rồi. Nó chưa kịp chăn chói luôn. Ui sao mà còn tạo ra cánh cổng đèn ở đây nữa chứ. Mạnh quá, cũng khổ quá các bạn ơi. Ôi nhưng mà bộ giáp của Wonder Woman nó gần hư mất tiêu rồi. Để bây giờ mình sẽ sử dụng 100 level mình đang có nè để cường hóa bộ giáp của Wonder Woman lên nhá. Tuy không có skill nhưng mà cho những cái búp rất là tốt luôn. Anh cha nè. Chầm ổng đâu? Cho chầm ổng mắt luôn. Ôi nhưng mà sửa hao kinh nghiệm vậy. Công nhận sửa hao kinh nghiệm thực sự luôn các bạn ơi. Ôi mình sửa ổng phát một gần hết luôn rồi nè. Ép thêm xíu nữa. Ui chỉ ép được nhiêu đây thôi hả? Mình lỡ ăn nâng cấp cái nón với cái ổng nhiều quá. Nhưng mà không sao, đó cũng là những món dễ hỏng mà. Nên ép cho nó dòng unbreaking cao một xíu thì cũng ok thôi. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã chế tạo được một bộ giáp của chị đại Wonder Woman. Có thể nói là rất là tuyệt vời. Ý, và như mình vừa học được một cái kỹ năng mới sao kìa. Nè, mình có cái... Ủa đâu mất tiêu rồi. Ở phía trên đó các bạn có thấy cái kỹ năng con mắt bắn ra tia laser không? Nhưng mà sao mình dùng nó lại không được nè. Thế mới buồn á. Mình mình ấn dùng skill nhưng mà nó không chịu khuất tung skill cho mình nữa. Không hiểu sao luôn. Để cái này thì mình sẽ từ từ nghiên cứu coi có cách nào để fix cái lỗi này không nhá. Và bộ giáp này á thì kèm theo đó là một cái sức mạnh vô cùng đáng sợ luôn. Kết hợp với kiếm đấm một phát chết con rồng luôn chứ. Nên sắp tới thì mình sẽ cố gắng chiến đấu cho nó thật là chậm rãi nha, cho nó đừng có nhanh quá như vậy thì nó sẽ mất vui á. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng trao đổi với Stanley đúng không? Bác Stanley ở đây nè. Một vài cái loại khoáng sản nữa. Trong đây còn rất là nhiều loại mà mình cần phải trao đổi nữa cơ, để có thể chế tạo thêm giáp á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.